Alo, chào mọi người. Lâu quá mới gặp lại thì trong khoảng thời gian gần đây thì công việc nó hơi bận. Nhưng mà hôm nay thì rốt cuộc là cái chiếc xe mà cũng là một trong những chiếc xe mà chuẩn bị để mà vào trường đua thì rất là tâm huyết thì cũng đã hoàn thành. Thì như các bạn đã biết ở phần trước á thì đây chính là một con CBR 250 mà có động cơ là 4 xi lanh thẳng hàng. Chỉ với 250 phân khối nhưng mà dung tích 4 xi lanh thẳng hàng thì các bạn sẽ thấy nó như thế nào. Thì cái sắp tới là nó sẽ ra cái con Kawasaki ZX25R là đối thủ chính của nó. Dĩ nhiên con xe này với 30 năm tuổi rồi thì bây giờ không biết là có thể là ngang ngửa với con ZX25R không. Thì hiện giờ là mọi người sẽ bắt đầu xem cái phần mà sau khi mình đã update cho nó nguyên một bộ dàn áo ha. Thì đây là nguyên cái bộ dàn áo của Aprilia RSV4 mà mình đã mua từ khoảng 10 năm về trước rồi, mình mua từ hồi năm 2010 á. Nguyên một dàn áo racing của Ý luôn. Thì thời gian đó thì mình có rất là nhiều dự án để mình bận, rốt cuộc mình không làm được. Thì hiện giờ là nó đã hoàn thành rồi đó. Thì đây bây giờ mình sẽ nói sơ cho mọi người hai xem ha. Thì sau khi dàn áo được ráp lên, nó cũng có đầu nè, cũng có cánh gió tí xíu, nhưng mà thường cái cánh gió của nó sẽ liền với khúc dưới đây. Nhưng mà tại vì do cái cánh nước mình gắn bự á, với lại mình cũng muốn là để cho nó rộng rãi ở cái vị trí mà những vị trí này. Tại vì nếu mà chúng ta mà làm cái dàn áo với chỗ đây luôn thì cái việc mà khi mà chẳng hạn như thay buri hay là kiểm tra gì trong máy này nó sẽ hơi bị khó. Còn hiện giờ khi mà mình làm, mình sẽ làm chống hai phần này thì có thể là mình sẽ không cần phải tháo bất cứ thứ gì, mình có thể thay được buri, mình có thể chỉnh canh chỉnh xăng gió trực tiếp cho nó được. Rồi bây giờ mọi người là sẽ chú ý thử nhìn vô ha, đây là một cái phần mà chuyên môn nhất của mình. Đây là cái phần khung chống đổ. Khung chống đổ này do mình tự thiết kế. Thì khung chống đổ này đưa ra một cái nguyên tắc mà như mình nói là nguyên tắc đa điểm. Thì đầu tiên một cái điểm là sẽ là điểm bắt vào trong sườn ở vị trí phía trên đây. Còn một điểm kế nữa, chỗ này là chỉ có bắt vào sườn thôi nha, nó cũng có sọt qua cùng máy nữa. Ở đây cũng vậy, điểm này bắt sườn và sọt vào cái lỗ tai máy. Thì nhưng mà cuối cùng nếu mà chúng ta làm cái điểm chịu mà té ở ngay khúc điểm này á thì nó sẽ rất là dễ ảnh hưởng tới toàn bộ cái phần khung tổng thành này, nên mình đã quyết định là dời cái điểm bắt chống đổ là vị trí cao nhất trên này. Thì vì hiện giờ là mình chỉ cần là gắn cục nhựa chống đổ mình sọc vào đây thôi, chiều dài cục chống đổ là sẽ do mình quyết định, là coi như khi mà té xuống mọi thứ nó sẽ chịu là chịu vào cái điểm ngoài đây, không chịu ảnh hưởng lên sườn ha. Cái lốc máy cũng sẽ được bảo vệ bởi cái thanh của khung sắt chống đổ này, và dưới cái khung sắt chống đổ này mình đã làm cho nó một cái taro ren để có thể gắn một cục nhựa mỏng thôi. Chỗ này thì mình chỉ muốn là cục nhựa mỏng để khi mà cái mặt nó tiếp xúc xuống, thì khi mà nó tiếp xuống xuống dưới mặt đường á thì đây là một cục nhựa và đây là một cục nhựa, nó sẽ trượt trên mặt đường và nó sẽ giảm tối đa cái sự hư hao của nó. Rồi các bạn thấy dàn áo này sau khi mình làm xong thấy đẹp không? Rồi khi cái bình xăng lần trước như mình đã nói là bình xăng mình đã rút gọn nó, bình thường chiều dài nó phải tới đây là, nhưng mình đã rút gọn nó để dành cho những người mà có thể là có cái body tay ngắn hơn, là giống như thằng Su con mình hoặc là một ai đó mà ngắn người hơn. Còn ví dụ nếu mà muốn là cho nó xa hơn ra thì mình sẽ có thiết kế mấy cục mút, có nghĩa là chẳng hạn như mỗi lần mà mình chạy mình sẽ gắn cục mút để mà mình dời cái vị trí nó ngồi xa ra. Thì cái chuyện dời xa ra thì nó sẽ dễ hơn cái chuyện rút lại gần. Rồi bắt đầu tập trung vào cái phần phần ghi đóng đây. Phần ghi đóng đây cũng là một cái phần mà mình suy nghĩ rất là lâu, có nghĩa là mình dời cái phần ghi đóng thấp ra và lên cao một tí để cho nó thuận tiện với lại việc lái, cũng kèm theo đó là mình sử dụng cho một cái bộ này để mà mình tập xe này. Thật ra mình có thể nói là xe này cũng là một cái xe mình muốn sử dụng để mà mình tập luyện thêm trong cái khoảng trong cái chuyện mà đua xe. Thì nó sẽ có một cái bộ phận mà mình đã lấy từ trong bên xe biểu diễn của mình, đó là bộ phận mà gọi là cầm côn mà kết hợp với lại cầm thắng sao luôn. Thì đây chính là côn, đây chính là thắng sao. Thì thắng sao ở đây là mình sẽ tách biệt ra hai con, một con là sử dụng của cái cầm thắng sao này để khi chẳng hạn như khi mình đi cua phải á, thì khi cái chân phải của mình không thể đạp thắng được thì cái tay trái của mình nó sẽ bóp thắng để mà nó giảm tốc trong cua. Cái đó thì dĩ nhiên nó là một cái mình sẽ phải tập luyện để mà có thể sử dụng được. Thì thật ra thì nếu mà nói với cho việc trong biểu diễn stunt thì cái đó thì mình đã quen rồi, thì qua đây là chỉ là thêm một ít xíu nữa thôi là ok rồi. Phần trợ lực đây cũng là một cái phần trợ lực mà mình lấy của mẫu cào cào ở nhà của mình ra. Đây là cái bộ trợ lực trung tâm, nó được thiết kế để gắn ở phía giữa khu vực của cái bộ bắt ghi đông mà không ảnh hưởng gì hết, và cái điểm bắt của nó là bắt thẳng vào sườn ngay cái vị trí mà điểm cố định bình xăng. Rồi khi mà chúng ta bẻ lái nè, qua lại là nó sẽ có trợ lực luôn.
Đó, đây là chợ trung tâm rất là gọn, nó không vướng víu gì cả. Mình bữa nay mình còn quên gắn được cái cục mút để mà bảo vệ che cục này lại để mà cho nó tránh bị va đập người hay gì vào đó. Mọi người sẽ nói là khi mà có cái này nó sẽ bị tầm nhìn thấp, thật ra thì đây là cái xe mình chỉ là để tập luyện thôi, nên có một số thứ dĩ nhiên là nó sẽ có hạn chế nhưng mà cũng không quan tâm lắm. Đấy, phía trước thì mình có làm hai setup, một setup là setup hai đĩa, nên là sẽ thay cái mâm khác luôn. Đây là cái setup hai đĩa ha, mà có một con heo mình chưa gắn. Thì setup hai đĩa là khi mà mình tính là mình sẽ đi xa, đi tour hay gì đó thì mình sẽ sử dụng bộ hai đĩa để cho cái cảm giác thắng nó an hơn. Còn khi mà ở trong trường đua thì mình sẽ thay dàn mâm một đĩa và thay bộ cùm với lại một heo để mà cho nó phù hợp hơn. Rồi phía bên đây thì đây là một cái bô titan GB nha, đây là bản GB series của Akabovic, cây này là của GSR600. Và bây giờ là sẽ tới cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần nổ máy xe. Thì một con xe 30 năm tuổi, 250 phân khói, bạn nghĩ tiến bộ sẽ như thế nào? Chà, nếu mà nói mà nghe ở ngoài á thì nó sẽ giống như là một chiếc xe 600 trong chuyện đuôi vậy đó. Giờ bắt đầu mình khởi động nha. Khi mà sử dụng thì bảo đảm là mình phải sử dụng cái nút bịt lỗ tai, chứ không nó sẽ rất là ảnh hưởng đến thần kinh. Hôm bữa mới sắm cái nút bịt rất là công nghệ, nó có thể thay được cái mức độ âm thanh lớn nhỏ tùy vào mình, chỉ cần nhét vô thôi là mình muốn nghe lớn hay nghe nhỏ là mình có thể tùy chỉnh được. Đấy, chiếc xe này sẽ được sử dụng ở trong lần kế tiếp mà ra sân đua, thì mình có thể là mình sẽ là người cầm lái đầu tiên của em nó sau một khoảng thời gian dài không sử dụng. Và mình sẽ kiếm một cái chỗ nó để cân xe, sau khi mà xe hoàn thiện mình sẽ cân thử coi cái xe này nó trọng lượng bao nhiêu. Còn hiện giờ cái sau khi mà dyno thì nó được 40 mã lực so với thông số của nhà sản xuất là 45 mã lực ở cái cốt máy, thì trên bàn dyno đời mới nhất thì hiện giờ nó đang được 40 mã lực, nó ngang với lại công suất mà công bố của con GX25R Dash 2020 mà sắp về Việt Nam sắp tới đây. Thì chỉ cần chờ ngày con đó về thử coi thử giữa công nghệ phun xăng điện tử và bình xăng con thì mèo nào cắn miểu nào. Rồi, ok, chào mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Kỹ xem.